Sam, cậu đang làm gì ở trong bếp mà lâu thế hả? Sao cậu cứ làm lung tung hết mọi thứ vậy? Sam, sao mình có linh cảm xấu thế nhờ? Sam, sao? Đó là điện thoại của tớ sao? Với một quả trứng. Sao tự dưng cậu hét toáng lên thế? Một quả trứng rán trên điện thoại của tớ. Không phải trên điện thoại mà là trên cái ốp. Tại cậu có làm ốp điện thoại đồ ngọt cho tớ rồi, nên tớ muốn làm một thứ gì đó mà cậu thích. Thế nên tớ đang thử nghiệm thôi à. Thử nghiệm, tớ hiểu rồi. Trứng rán trông cũng khá bảnh trên ốp điện thoại đó. Nhưng tốt hơn là dùng các vật liệu thủ công để làm nó. Mau dọn dẹp vào đây rồi tớ sẽ cho cậu xem cái này hay lắm nè. Cả nhà yêu ơi, xem làm tớ ngạc nhiên thật sự với ý tưởng của cậu ấy đấy. Nhưng cậu có thích nó đâu? Tớ có mà. Nhưng Sammy ơi, món ngon nào giờ cũng đến lúc hỏng thôi. Đó là nhược điểm của toàn bộ món ngon. Đó là lý do tại sao ta sẽ làm một cái ốp điện thoại chủ đề đồ ăn nhưng vẫn có thể chơi với chúng thật lâu. Thật sự luôn á, tớ thấy chuyện này nhanh như cổ tích nha mọi người ạ. Tớ nói thật mà. Cậu lấy hộ tớ một quả bóng bay màu vàng nhé. Đi lấy hộ về mùa lắm rồi. Ngày nay vật liệu thủ công sẽ được thang máy slime ship tận tay luôn. Thang máy slime đỉnh thần đấy Sammy. Mọi người có đoán ra được chúng ta sẽ làm gì không nào? Cậu thì sao Sammy? Thì tất nhiên là có. Thấy cái gì nào? Một bé bóng bay slime mà. Không phải, Sammy nghĩ thoáng hơn đi nào. Thật nhiều bóng bay slime. Không phải. Mới đầu cậu vừa làm cái gì á? Trứng chiên. Chính xác luôn, như này. Cái này giống thật cực luôn á. Siêu gì, cháu lúc cậu đang chơi đùa với cỗ điện thoại trứng mới thì tớ đã soạn ra vài ý tưởng hay ho rồi nè. Quá tuyệt vời, thực hiện thôi. Ốp điện thoại tiếp theo hoàn toàn trong suốt đó nha. Thật á? Nhưng tớ thấy có cầu vồng trong bản phác thảo cơ mà. Chà, cầu vồng cũng sẽ trong suốt luôn ạ. Để tớ đi lấy cầu vồng trong suốt nha. Mà Siêu này, cậu không nghĩ là khán giả không thấy được gì à? Ít nhất hãy đặt tấm lót lên chứ. À đúng thế nhỉ Sammy, cậu giúp tớ nhé. Không vấn đề gì. Và trong lúc chờ đợi Sammy cùng cầu vồng trong suốt của cậu ấy, tớ phải dán mấy cái đầu ống hút lại đã. Nhớ cẩn thận với lửa nhé, mọi người nên nhờ người lớn giúp nha. Mọi người sẽ có được thứ trông như thế này. Giờ thì làm tương tự với tất cả ống hút còn lại luôn ha. Xong rồi. Đây là cầu vồng trong suốt nè. Đẹp tuyệt luôn đó Sammy. Cậu còn mang theo ống nhỏ giọt cho tớ nữa này. Tớ biết cậu cần gì đấy Suzy, tớ đã vẽ bản phác thảo mà. Bản phác thảo này đúng là rất dễ hiểu như mọi khi. Thôi không phải nói, để tớ giúp cho. Sau khi bơm màu vào nửa ống hút, ta phải bịt đầu bên kia lại nhá. Như thế này. Như thế này. Sam nhanh thế. Tất nhiên, tớ là dân chuyên mà Suzy. Tớ không cãi được chuyện đấy rồi. Mọi người, các cậu nghĩ xem có cách gì mà làm thủ công nhanh đến thế nhỉ? Mà cái ốp lưng điện thoại cầu vồng trong suốt xong rồi nè. Tớ muốn nhìn cái cầu vồng này mãi thôi á. Về sau đi bạn ơi, đến lúc làm món đồ tiếp theo rồi này. Tớ vẫn còn ít slime màu vàng nè, nó sẽ rất hợp để làm cái ốp tiếp theo đó. Chú gì, tụi mình không làm quả trứng rán à? Tớ nhớ mặt Sammy, nhưng giờ thì tụi mình sẽ làm một mặt trời trước. À vâng, cậu thì làm mặt trời còn tớ sẽ chuẩn bị phong nền cho nhá. Vì nó là nhiệm vụ cho chuyên gia trang trí tuyệt nhất thế giới. Chuẩn không cần chỉnh. Mọi người nhấn nút like nếu mọi người cũng tin Sam là người trang trí đỉnh nhất thế giới nha. Để biến một lọ slime thành mặt trời thì tụi mình sẽ cần một tấm xốp thủ công màu vàng. Viền theo vành của cái hũ nhỏ này. Rồi vẽ các tia nắng vào, sau đó thì cắt chúng ra thôi.
La la la. Ai là người vẽ đám mây đẹp nhất nào? Để ta nghĩ xem nào. Chà, chắc chắn là tớ rồi. Suzy, phần đế cho ốp điện thoại nè. Oh, tuyệt vời, Sammy, tớ cũng làm phần đế cho mặt trời nè. Mặt trời sẽ có cái nắp này để làm đế nha. Không chỉ trang trí thôi đâu, nó cũng là giá đỡ điện thoại nữa đó. Sammy, cậu không thấy thiếu thiếu cái gì à? Trang trí thêm á. Cậu đi guốc trong bụng tớ đấy. Giờ thì xong rồi nè. Quá đỡ. Được rồi, tụi mình đã làm một quả trứng chiên, cầu vồng vào mặt trời. Tiếp theo là gì đây? Là biển đó, chứ gì? Một cái ốp điện thoại có đuôi nàng tinh cá này, thích lắm luôn. Được rồi, chúng mình sẽ làm cái đuôi này từ nhựa trong nhá. Sammy đi lấy hộ tớ chút kim tuyến để cho vào cái đuôi này nào. Mọi người ơi, hãy nhờ người lớn làm hộ bước tiếp theo nhá. Chúng mình phải quấn mép tấm nhựa bằng giấy sáp nhá. Rồi là bạn ủi qua nó thật cẩn thận nè. Ta đang chọn kim tuyến, hơn hơi một phát thì là lẫn lộn hết cả. Được rồi, ta sẽ cố gom lại mấy kim tuyến này. Bản năng trang trí của tớ bao giờ nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây là siêu gì? Oh, Sammy, đúng là đẹp thật đó. Tớ đã bảo rồi mà. Được rồi, thêm kim tuyến xinh xinh vào cái đuôi thôi. Sau đó là dầu dưỡng thể và đóng lại bằng phương pháp giống vừa nãy. Mới chỉ là một phần của cái ốp mà đã trông rất xinh rồi nha. Phần khác đến đây đã được làm bằng sắt thủ công. Tuyệt quá, dán hết chúng vào nhá. Cái đuôi vào ốp nè. Đây rồi. Sau đó là sắt trắng nha. Rồi là nước trắng xanh. Đỉnh của chóp thật sự các bạn ơi. Chiều gì, tớ rất vui vì cậu thích ý tưởng của tớ. Tớ mong cậu sẽ muốn sử dụng điện thoại nhiều hơn và... Đợi đã, Sammy ơi, mình còn một cái ốp điện thoại nữa mà. Ừ, nhưng tớ làm gì còn ý tưởng nào nữa à? Nhưng tớ còn. Với cái ốp điện thoại cuối cùng, ta sẽ cần... Cái gì? Thì một cái ốp điện thoại chứ sao. Bất ngờ ghê. Xốp thủ công. Ok. Và bong bóng đầy màu sắc. Ý, cái này hay nè. Và cũng có cả slime đó nha. Sammy, tớ sẽ trao cho cậu một nhiệm vụ rất quan trọng. Phần thưởng của Shu, tớ đang lắng nghe đây. Hãy cho hết slime vào bong bóng như lúc tớ làm món trứng chiên á. Ok luôn. Cậu nhớ chỉ được buộc chúng bằng chỉ nha khoa này thôi nhá. Hơi lạ, nhưng không sao. Còn tớ sẽ cắt vài mảnh ghép ra từ xốp thủ công. Chúng mình không cần mẫu để cắt đâu. Chỉ cần áng chừng là được. À ha, hoàn hảo. Giờ thì cần thêm vài miếng xốp nâu nữa nhá. Xem nè, thứ này khiến cậu nghĩ đến cái gì vậy? Một ngôi nhà. Đúng thế, Sammy, và cũng là các quả bong bóng nữa mà màu dán hết chúng vào ốp điện thoại thôi. Bóng bay và một ngôi nhà. Một ngôi nhà và bóng bay. Ồ, tôi vừa nghĩ ra một cái gì đó luôn á. Chúng mình đã làm một thứ tương tự vào lúc trước đó. Đúng rồi, đó là ngôi nhà trong bộ phim Bút Bay. Mọi người ơi, nhớ ấn nút like nếu các bạn đã xem phim về nó nha. Còn tớ thì vừa dán xong mấy sợi dây vào mái nhà rồi nè. Tớ muốn chơi với các quả bóng bay này ngay và luôn quá. Hôm nay chúng mình đã làm ra 5 cái ốp điện thoại lại đó. Nhớ bình luận xem các bạn thích nhất cái nào nhá. Tớ thích hết luôn á. Nhưng mặt trời thì đẹp hơn một chút nè. Đó là do tớ vẽ mây vào á. Đúng thế, Sammy. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem các món thủ công hay ho hơn nữa nhá.
hẹn gặp lại. Tạm biệt.